Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn săn iDrop đến từ một cái ví MetaMask các bạn. Thì hiện tại ví MetaMask này nó chưa có iDrop, nhưng mình chỉ đoán như thôi các bạn. Thì hiện tại mình thông báo cho các bạn là hiện tại ví MetaMask nó đã sắp sửa tạo ra một mã thông báo tiền điện tử riêng của nó các bạn. Thì ảnh thông tin của nó nè. Thì nhà cung cấp Ethereum phổ biến MetaMask sẵn sàng cho ra mắt thông báo iDrop được như tiết lộ trong cuộc gọi cộng đồng. MetaMask đang khám phá một thị trường sử dụng mã thông báo. Trong cuộc gọi cộng đồng lần đầu tiên, nhóm phát triển MetaMask đã thảo luận về kế hoạch cho một đợt phát triển mã thông báo cuối cùng. Nhóm làm rõ rằng mặc dù không có kế hoạch ngay lập tức, nhưng mã thông báo có thể phát hành trong tương lai nha. Thì hiện tại cái token MetaMask này thì nó sẽ phát hành trong tương lai, hiện tại nó chưa phát hành nha bạn. Thì mình sẽ cái video này mình làm là chủ yếu để săn iDrop, nó cũng tương tự như là sàn OneIn, Uni này nọ, nó cho claim các bạn. Mình săn iDrop để claim thôi các bạn. Thì thông tin kể từ mùa hè DeFi năm 2020, các nền tảng DeFi phổ biến như Uniswap và MobIn đã phát triển nguồn cung cấp mã thông báo cho người ủng hộ ban đầu của họ. Chương trình tặng mã thông báo miễn phí cho các thành viên cộng đồng khá sinh lợi cho người áp dụng DApp này. Ngoài ra, MetaMask được hầu hết các ứng dụng DeFi dựa trên nền tảng Ethereum cho hơn 5 triệu người dùng hoạt động hàng tháng. Ngoài việc cung cấp dịch vụ, MetaMask cung cấp giao dịch quan đổi cho phép người dùng trao đổi mã tương lai chung ví. Thì thông tin thì mình đọc ở trên đây nè các bạn, trên Crypto Bandit. Thì bạn nào muốn săn iDrop cùng mình thì các bạn cần có một cái địa chỉ MetaMask các bạn. Thì hiện tại MetaMask nó chưa có iDrop nha các bạn. Thì để săn được iDrop thì các bạn cần mở địa chỉ ví MetaMask của mình ra các bạn. Các bạn chọn mạng BNB, Smart Chain hoặc là tất cả các mạng nè bạn, như OK Chain, mạng Phantom này nọ đồ, các bạn swap các bạn để kiếm, mình để kiếm cái lượng giao dịch các bạn, để sau này để có iDrop, để được iDrop của nó nha các bạn. Thì ở đây thì một cái kèo này mình không chắc 100%, thì các bạn cũng nên cân nhắc trước khi swap nha bạn. Thì swap mình chỉ tốn phí gas thôi các bạn, để mình tạo cái lượng cho nó, có lượng giao dịch chính ví của nó các bạn, là cộng đồng của nó các bạn. Thì để swap được thì các bạn bấm vào một quán đổi này các bạn, thì các bạn chọn một token nào bất kỳ đi các bạn. Thì mình khuyên các bạn nên swap từ $100 tới $500 các bạn. Thì cho nó có lượng giao dịch như vậy, các bạn dễ kiếm cái iDrop của nó các bạn. Rồi sau đó các bạn vào trang BC scan này các bạn. Các bạn copy con sắt của token bạn muốn swap nè. Rồi. Thì mình khuyên các bạn xin swap qua là USDT hoặc là BUSD các bạn. Vì swap qua tôi cần một in này, một khi tôi cần một in này nó xuất giá thì các bạn lỗ lắm nha bạn. Rồi các bạn á con chắc nó vào đi các bạn. Các bạn thêm con chắc tôi cần, các bạn dán vào nữa. Sorry các bạn. Copy con chắc một in lên. Mình sẽ hâu con một in luôn. Rồi các bạn bấm thêm tôi cần đây các bạn. Các bạn dán địa chỉ hợp đồng của nó vào nè. Rồi các bạn bấm tiếp theo nè. Rồi các bạn bấm thêm tôi cần nè các bạn. Rồi sau đó thì các bạn chơi ra đây các bạn bấm vào một quán đổi nè các bạn. Rồi các bạn chọn tôi cần một in nha các bạn. Sau đó thì các bạn muốn swap bao nhiêu thì tùy ý các bạn nha bạn. 0.06 mình swap có khoảng 28-30 đô các bạn. Mà mình swap 2-3 lần các bạn chọn nên phí ra. Tiếp tục xem. Rồi sau đó các bạn bấm vào một tiếp tục nữa các bạn. Rồi các bạn chọn phí ra là 2% thôi các bạn. Rồi các bạn bấm xem xét giao dịch quán đổi nha các bạn. Rồi các bạn bấm quán đổi nè. Rồi các bạn chờ một chút xíu nữa các bạn. Rồi ok, mình đã quán đổi được 9.3 token OneIn nè các bạn, 1 in nè. Mình qua trang BC scan mình xem thử. Rồi chưa được ông nữa. Rồi được nè các bạn. Rồi thì các bạn sau này có token thì mình khuyên các bạn nên swap trên sàn trên ví MetaMask các bạn, để sau này các bạn có được iDrop của từ cái
cái gì MetaMask các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo tụi mình nhé.